Đây là cái kế hoạch đăng bài hàng tuần. Nếu các anh chị có câu hỏi thì các anh chị cứ cứ tag ngay ở trong cái phần cái link mà là câu hỏi, các anh chị không cần phải chờ tới cuối giờ đó nha. Để là trong lúc mình chia sẻ thì buổi hôm nay cũng tương đối dài, thì sẽ nếu các anh chị chờ thì có khi lúc sau thì mình lại quên mất là mình hỏi cái gì. Nên là cứ các anh chị cứ ghi xuống ngay trong cái phần cái Slido đó, và sau đó thì ban tổ chức sẽ gửi câu hỏi và mình sẽ giải đáp luôn. Ok. Chương trình dẫn đáp thì đây là cái kế hoạch đăng bài theo tuần các nha. Tại sao chúng ta cần có kế hoạch? Tại vì nếu chúng ta không có làm kế hoạch thì mọi thứ nó đi đi xa quá các nha, nó sẽ đi tùm lum hết, đi tè le hết, không có nào nó có mục đích rõ ràng cả. Mình cứ đăng bài ngẫu hứng, vậy hôm nay mình nghĩ là cái đăng cái này là phù hợp, ngày mai mình nghĩ là đăng cái khác phù hợp, thì cuối cùng là sao, mình đi gọi là mình không có một cái sự tập trung nào được cả, và mỗi thứ mình làm một tí cuối cùng nó không đi tới đâu hết. Nên là chúng ta phải có cái kế hoạch, mình gọi đây là chu trình các nha. Tại sao gọi là chu trình? Bởi vì nó sẽ lặp đi lặp lại các nha. Đây là cái điều để các chị mình dễ theo được cái kế hoạch này, chứ không phải là một cái kế hoạch mà theo kiểu là 3 tháng trời và cái ngày nào nó cũng giống, ngày nào cũng khác nhau, thì đó là một kế hoạch rất là khó để theo. Còn đây là cái kế hoạch mà chỉ theo một tuần thôi, tức là 7 ngày thôi, và nó sẽ lặp đi lặp lại, đúng không? Mục tiêu của từng ngày đó nó sẽ được lặp đi lặp lại, thì lúc đó các chị sẽ rất là mình coi như là mình thành thói quen. Các chị áp dụng khoảng 3 tháng thì mọi thứ nó thành thói quen mà. Và ngày hôm đó, ví dụ hôm nay là thứ tư, các chị biết ngay là ok hôm nay mình phải đăng cái này, được không? Thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều là ủa thứ tư hôm nay mình phải đăng cái gì. Chúng ta cái gì dở cái lịch ra một cái, nếu mà chúng ta làm một cái lịch gọi là 3 tháng thì chúng ta lập ra cái lịch đâu rồi, coi hôm nay là thứ tư ngày 11 tháng 8 mình sẽ đăng cái gì, thì lúc đó nó sẽ không không phải là hiệu quả các nha. Không ai mà ngồi mà rị mò mà ngồi xem cái lịch là hôm nay là ngày 11 tháng 8 mình phải đăng cái gì, mình phải nhớ ngay trong đầu các nha. Nên là đó là lý do tại sao chúng ta cần phải có một cái kế hoạch, và cái kế hoạch này nó phải lặp đi lặp lại thành một cái chu trình nha, để mình trở thành một cái thói quen. Ok, mình sẽ có những cái mục tiêu rất là rõ ràng cho từng ngày nha, và nó cần phải phối hợp với cái sự kiện chuyển đổi, đúng không ạ? Lý do tại sao nó thành chu trình là bởi vì cái sự kiện của mình lúc lúc cái đòn bẩy đầu tiên, các nhà nhớ cái đòn bẩy đầu tiên, ngoài cái thư viện nội dung là chúng ta có cái game và cái chu trình sự kiện, thì chu trình sự kiện đã được thiết kế theo tuần, mỗi tuần đều có sự kiện như vậy, đúng không ạ? Game cũng vậy, ngày đó sẽ được mở game ra để các anh chị có thể mời những người quan tâm và chơi game và nhận những quà nhỏ 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 đó. Thì tất cả những cái đó đã được lặp đi lặp lại, thì việc ăn bài của chúng ta mình sẽ bám sát cái đó, đúng không ạ? Mình sẽ bám sát với những cái mà công ty đã tổ chức cho mình để tăng cái tỷ lệ chuyển đổi lên, thì lúc đó sự phối hợp nhịp nhàng và tỷ lệ cái việc mà chúng ta tìm được người quan tâm và sau đó dùng cái đòn bẩy của công ty, chất lượng nội dung của các sự kiện của công ty để tăng cái mức tăng tăng nhu cầu của họ lên và theo sát rồi chuyển họ thành tiềm năng trở thành khách hàng, thì nó mới hiệu quả, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta chỉ làm một mình chúng ta làm thì sẽ rất là khó, môi trường online nó sẽ rất là khó bởi cái tâm trí của người ta các nhà. Người ta sử dụng Facebook, người ta sử dụng các công cụ online, nếu mà không có ai ngồi bên cạnh thì cái tâm thế của người ta nó phần lớn vẫn mang cái kiểu là giải trí là chính, không không coi trọng các nhà, không có sự tập trung và không coi trọng bất kỳ cái thông tin nào trên Facebook cả. Nên là chúng ta cần phải sử dụng những cái sức nặng nội dung khác từ công ty để bẩy cái tâm trí họ lên đó nha, họ phải bắt đầu quan tâm nhiều tới cái chuyện như vậy. Rồi thì cuối cùng nội dung chúng ta phải hướng đối tượng, cái này thì chắc chắn cả nhà. Vì nếu chúng ta mình đã gọi là chu trình ấy, thì nếu mà gọi là cái ý đồ mỗi ngày nó đều giống nhau thì nó sẽ không ổn đó. Cái mục tiêu của mình mỗi ngày đăng bài nó phải khác nhau và nó phải gần dần hẹp hơn cả nhà, tức là nó giống như là một cái phễu, từ từ chúng ta đang ở cái đầu phễu là nó sẽ rộng như vậy, và từ từ chúng ta đi hẹp xuống. Hẹp xuống là gì? Để lọc ra những người cụ thể nào đấy, đúng không? Chứ không thể nào mà chúng ta không thể kỳ vọng là tất cả mọi người trên Facebook đều quan tâm tới sản phẩm, đúng không ạ? Cái hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, có rất là nhiều cái đặc thù về cuộc sống của họ, nên là sẽ có những người quan tâm, có những người chưa quan tâm, có những người mức quan tâm cao, có những người mức quan tâm thấp. Vậy thì chúng ta cần phải tìm ra những người ở mức quan tâm cao, đúng không ạ? Thì bằng cách là chúng ta sẽ điều chỉnh bằng nội dung, mình sẽ viết những cái nội dung mang tính là hướng đối tượng hơn,
nó tập trung vào những đặc điểm, những vấn đề của một nhóm hoặc là một đối tượng nào cụ thể, thì lúc đó mình sẽ tìm ra được cái người đó và chúng ta đưa những người như vậy vào sự kiện, thì khả năng các chị win nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Khả năng các chị chốt được nó sẽ cao hơn. Thì cụ thể một tuần nó sẽ là như vậy các nhà. Mình không biết là màn hình nó có bị che ở bên cạnh không nhỉ? Tại mình thấy trên đây thì nó hơi bị che một chút xíu. Ok, thì đây là cái khung các nhà. Đây là cái lịch đăng nội dung của các chị trong một tuần. Từ thứ hai tới chủ nhật các nhà. Thì đây các chị thấy là mình sẽ phối hợp với lại cái sự kiện mà các chị sẽ được tổ chức vào tuần sau các nhà. Đầu tiên, ngày thứ hai là cái nội dung chúng ta sẽ đăng cái niềm vui trong công việc. Đó là thứ hai là có một nguyên tắc như thế này các nhà. Trong ngày thứ hai các chị phải kiếm một cái nội dung nào đấy và nó có niềm vui, nó có cái sự gọi là cảm xúc, nó truyền tải cảm xúc tích cực. Nó có thể là một câu chuyện gì đó vui, có thể là một cái khoảnh khắc gì đó vui, vân vân, cái gì cũng được, nhưng mà nó phải cảm xúc vui cả nha. Bởi vì thông thường thứ hai mà đang rất là thoải mái là thứ bảy chủ nhật tự nhiên phải đi làm. Phần lớn những người mà mình đi làm bình thường làm văn phòng đó thì thứ hai là ngày phải đi làm và nói chung là không vui nữa mà. Cá nhân mình cũng vậy, thi thoảng mặc dù mình cũng tương đối tự do thời gian rồi đó, nhưng mà thứ hai thi thoảng cũng không vui. Nên là nếu mà trong cái ngày không vui đó mà mình đọc những cái nội dung mà nó hơi nghiêm nghiêm túc quá, nó nghiêm trọng quá thì chắc chắn là lại càng không vui. Nên là xu hướng thứ hai các chị tìm một cái nội dung gì đó vui, kể cả các nhé, kể cả là các chị không vui thì mình cũng nên kiếm một cái nội dung mà gọi là vui hơn để phục vụ cho người khác. Mình phải có cái tâm thế là phục vụ người khác các nhé. Chúng ta sử dụng kênh mạng xã hội để kinh doanh rồi, nó không còn giống như là ngày xưa chúng ta sử dụng mạng xã hội để phục vụ cho nhu cầu cá nhân, mình giải trí thôi, mình đi đọc cái này đọc cái kia thôi, còn mình đăng cái gì tùy hứng. Thì ở đây không phải vậy nhé các nhà. Ngay từ khi các chị đã đi đi học cái buổi này, này đã tham dự cái buổi này và những chương trình sau nữa, thì các chị cần phải điều chỉnh lại cái tâm thế của mình, là cái kênh mạng xã hội bây giờ nó không còn là cái kênh mà không còn là cái công cụ để phục vụ nhu cầu cá nhân nữa các nhà. Nó đã là một cái phục vụ cho người khác. Mình đã là xác định đây là công cụ kinh doanh, và công cụ kinh doanh đó là phục vụ nhu cầu, đưa ra giải pháp cho giải quyết những vấn đề của người khác nha. Nên là kể cả trong những nội dung nghe có vẻ đơn giản như vậy, chúng ta cũng phải có một cái tâm thế đó là mình phải tìm một cái nội dung để phục vụ cho những người khác, đúng không ạ? Đây là thứ hai, chúng ta sẽ tìm một cái nội dung gì đó mang tính là tích cực, cảm xúc tích cực cho mọi người. Mục tiêu là gì ạ? Đối tượng thì đương nhiên chúng ta tiếp cận với mọi người, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta tiếp cận mọi người các nhà. Các chị nhìn vào bảng thì các chị thấy là những ngày khác nó sẽ rất là khác, những ngày tiếp theo nó sẽ là khác. Vậy mục tiêu trong cái ngày thứ hai là gì? Mục tiêu là tạo thiện cảm, đúng không ạ? Tạo thiện cảm để dễ dàng kết nối hơn, dễ dàng kết bạn hơn. Đó, đó là ngày thứ hai. Ngày thứ ba chúng ta sẽ đăng cái gì? Mình sẽ xem vào trong thư viện các nhà những cái mẫu về sức khỏe có sẵn, và cái mẫu là mẫu top, tức là mẫu mà thuộc về sức khỏe nói chung đó. Chúng ta sẽ hướng vào những người quan tâm tới sức khỏe, đúng không ạ? Bắt đầu nó có ý đồ hơn, các nhìn thấy không? Mình sẽ không nói chung chung nữa, mình sẽ không đăng gọi là ngẫu hứng nữa, mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái mục tiêu rõ ràng hơn là nhắm tới những người quan tâm tới sức khỏe. Tuy nhiên trong giai đoạn này thì công ty đang đang hướng tới sản phẩm về sức khỏe, do đó chúng ta sẽ sử dụng cái kế hoạch như vậy. Còn nếu giai đoạn sau thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại thôi, đúng không ạ? Mình sẽ được đổi là nội dung về, có thể là giai đoạn sau chúng ta nói về sản phẩm, về đầu tư hay gì đấy, thì lúc đó chúng ta sẽ điều chỉnh nội dung của ngày thứ ba là liên quan tới những cái nhóm mà quan tâm tới đầu tư. À, và mục tiêu là gì ạ? Mục tiêu là mình sẽ mời vào chơi cái game. À, mình sẽ sử dụng cái game là cái đòn bẩy. Thì game là cái gì? Thì khi mà triển khai tuần sau ha, qua tuần thì cái game đó nó sẽ được gọi là triển khai chính thức, thì các anh chị sẽ biết là cái game đó là cái gì, nó sẽ có những cái phần quà như thế nào, thì các anh chị sẽ được hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn. Ngày thứ tư cũng vậy các nha, chúng ta cần ít nhất là 2 ngày để gọi là thu hút những người đang gọi là mức quan tâm các nha, mức quan tâm sức khỏe. Cái này quan tâm chung thôi, mình sẽ chưa biết được là mức độ quan tâm là ở điểm mấy. Giả sử như là mức độ quan tâm cao nhất là điểm 10 đi, thì ở ngày thứ ba thứ tư chúng ta chỉ sàng lọc chung thôi.
chúng ta không biết được là những người nào ở điểm 10 và những người nào ở điểm 1, đúng không ạ? Chúng ta không cần quan tâm chuyện đó luôn, mình cứ gom hết tất cả những người mà bắt đầu họ có ý định, họ bắt đầu suy nghĩ, họ bắt đầu có những cái phân vân gì đó về sức khỏe, mình gom vô chỗ, đúng không ạ? Mình sẽ dùng 2 ngày đó để tập hợp những người này vô. Rồi tới ngày thứ năm mình bắt đầu mình hẹp hơn các nha, cái phân khúc của mình bắt đầu hẹp hơn, mình sẽ tập trung vào những người quan tâm tới rủi ro về sức khỏe, tức là họ bắt đầu suy nghĩ về chuyện là giả sử chuyện này xảy ra thì sức khỏe của tôi sẽ như thế nào, đúng không ạ? Tức là bắt đầu người ta suy nghĩ tới những cái vấn đề. À, còn là ở thứ ba thứ tư có thể những người đó người ta quan tâm đến sức khỏe nhưng mà kiểu như là người ta thích đi tập, người ta thích ăn uống lành mạnh, tức là người ta hướng về mặt tích cực nhiều hơn, hướng về những cái để duy trì, để tăng cường sức khỏe nhiều hơn là hướng vào cái chuyện là ok giả sử tôi có vấn đề nào thì như sao, thì đó là cái mục tiêu của ngày thứ năm và thứ sáu nha. Mình sẽ dùng, mình cũng vậy, mình sẽ dùng 2 ngày để thu hút những cái nhóm người bắt đầu người ta tìm tới vấn đề nhiều hơn, bắt đầu người ta có hoặc là suy nghĩ những vấn đề, thì lúc đây khi có vấn đề tức là sao, có vấn đề tức là nhu cầu bắt đầu cao hơn, nhu cầu về sản phẩm của mình á nha, có vấn đề tức là nhu cầu để tìm cái giải pháp nó sẽ cao hơn, và chúng ta là gì, ta là người đi cung cấp giải pháp, đúng không ạ? Đó thì bắt đầu các anh chị thấy là đang đi hẹp xuống luôn. Rồi thứ bảy và chủ nhật chúng ta sẽ có một cái đinh đó nha, một cái key là cái sự kiện vào ngày chủ nhật. Thì theo kế hoạch như các anh chị ban tổ chức của cái chuỗi sự kiện đó thì mình được biết là sự kiện đó sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật. Thì đương nhiên chủ nhật nó sẽ có lợi thế là sẽ các anh chị mời người sẽ rất là tốt, người ta sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi, thời gian như thế nào thì mình chưa rõ thì các anh chị sẽ được thông báo sau, nhưng mà sự kiện đó vào ngày chủ nhật, như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngày thứ bảy để chúng ta quảng bá cái sự kiện này trên trang cá nhân và để chốt cái lời mời, chốt lời mời những người quan tâm của ngày ngày thứ năm và thứ sáu đó, mời người ta vào cái sự kiện về sức khỏe của ngày chủ nhật, và trong cái sự kiện ngày sức khỏe đó các anh chị sẽ được có những cái nội dung chất lượng từ công ty để tăng cái khả năng chuyển đổi lên, đúng không ạ? Thì đây là cái chu trình đó nha, mình sẽ lặp đi lặp lại cái này, đúng không ạ? Mỗi tuần chúng ta sẽ biết chính xác là hôm nay mình sẽ đăng cái nội dung thuộc cái nhóm gì, đúng không ạ? Thứ hai, ok, mình tìm một cái gì đó niềm vui, đúng không ạ? Mình tìm một cái gì đó có cảm xúc là tích cực, niềm vui trong công việc, ok. Thứ ba, ok, về sức khỏe nói chung. Thứ tư, về sức khỏe nói chung, rồi giống nhau. Thứ năm, thứ sáu, hẹp hơn, bắt đầu nói về vấn đề, những cái rủi ro. Thứ bảy, đăng cái về sự kiện, đăng thông tin về về sự kiện của ngày chủ nhật. Thì cái chủ đề của ngày chủ nhật đó nha, sự kiện ngày chủ nhật đó, nó sẽ khác nhau đó nha, nên là mỗi một thứ bảy anh chị sẽ có được những cái poster, những cái nội dung hướng dẫn về cái sự kiện ngày chủ nhật mà chúng ta đăng lên để mời người đó. Thì cái chu trình này nó sẽ lặp đi lặp lại nha, tuần tuần này mình sẽ làm, tuần sau mình cũng sẽ làm giống như vậy, cho tới khi mình chỉ đổi khi mà cái chiến lược của công ty về sản phẩm có thể đổi, hoặc nếu không thì các chị có thể linh hoạt trong chuyện là lựa chọn sản phẩm để mình quảng bá, đúng không ạ? Có thể theo đội nhóm, hôm nay tháng này thì đội nhóm của mình đang hướng tới sản phẩm đó, vậy thì chúng ta sẽ có chung một cái chu trình, tháng sau sản phẩm khác thì chúng ta điều chỉnh lại chu trình, nhưng mà điều chỉnh ở đây thì nó sẽ rất là nhỏ ở trong từng trong trong từng phần từng thứ thôi, còn về cái khung đó nhé, thứ hai nó vẫn lên là niềm vui, thứ ba thứ tư bắt đầu nói về mối mối quan tâm nói chung, thứ năm thứ sáu bắt đầu hẹp hơn là các vấn đề, và thứ bảy chủ nhật đó là đưa vào sự kiện, đúng không ạ? Thì cái chu trình sẽ rất là dễ nhớ và chúng ta sẽ làm nó trở thành cái thói quen, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ không cần quan tâm tới chuyện là à hôm nay mình phải ăn gì, mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó bởi vì chúng ta đã có kế hoạch rồi, đúng không ạ? Ok, thì đó là cái chu trình về sự kiện.